Xin chào mấy bạn nha. Bữa nay á mình đi vô cái chỗ bán cá tầm coi như là lớn nhất ở Cao Lãnh. Nè. Bây giờ thấy chưa? Chó ngạp chưa? Nước ở đây rất là lạnh nha mấy bạn. Khoảng 4 tới 5 độ hả? Chạy máy lạnh cho con cá nó sống đây nè. Đó, cá vừa ăn lắm. Khoảng ký gửi tới 2 ký à. Hôm nay mình mua khoảng 3-4 con về mình ăn nè. Cá nó to như vậy. Đã lắm. Cá rất là mạnh luôn. Rất là nhiều. Cái mỏ này đã lắm, cái tầm này ăn rất là ngon. Sống ở nước nước lạnh không à. Các bạn nào có mua ở đây ở Cao Lãnh nha. Con này nó làm gì nó lật ngửa lên rồi nè. Con này bự, con này là 4-5 ký rồi nha. Nói nó thả còn mệt nha. Xe mới về. Nè, cái này cho một cái dùi luôn nặng. Ủa này chế biến sẵn thôi vậy anh Sang? Chỉ mầm nó cái này nha.